Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ bắt tiến sĩ Phạm Đình Quý, dân chia tay đảng. Một số luật sư, nhà báo đã bày tỏ quan ngại trước khả năng công an Đắk Lắk đã hành xử tùy tiện khi bắt giữ tiến sĩ Phạm Đình Quý, giảng viên của trường đại học Tôn Đức Thắng về tội vu khống. Trả lời đài BBC tại London, luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty Thế giới luật pháp, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói, theo điều 119 của Bộ luật hình sự, việc tạm giam chỉ áp dụng đối với bị cáo về tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Đây là hình ảnh tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý bên phải và ông bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, người được cho là có đơn yêu cầu công an tỉnh Đắk Lắk xử võ sư Quý và cũng là người chỉ đạo việc bắt bớ lạm quyền sai pháp luật đối với võ sư Phạm Đình Quý. Tội vu khống là tội ít nghiêm trọng. Tiến sĩ Quý có nơi ở cư trú làm việc riêng rõ ràng, cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi ở và thu giữ đồ vật, máy tính, thì không có lý do gì để tạm giam tiến sĩ Quý nếu thực sự hành vi của tiến sĩ Quý đủ căn cứ để khởi tố, luật sư Sơn nhận định. Còn luật sư Hoàng Cao Sang viện dẫn trên trang Facebook cá nhân một số quy định về việc bảo vệ người tố cáo và cho rằng ông Quý cần được bảo vệ đúng theo quy định của pháp luật và chỉ thị của Bộ Chính trị. Sau ghi nhận thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk về việc con trai bị bắt khẩn cấp, ông Phạm Đình Trang đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào chiều ngày 30 tháng 9 rằng phía nhà chức trách đã lạm quyền và làm sai luật. Còn tôi khiếu nại ông Bùi Văn Cường đạo văn luận án tiến sĩ trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nếu sai, theo luật Việt Nam, ông Bùi Văn Cường làm đơn kiện lại con tôi ra tòa hoặc chờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương mời hai bên về giải quyết. Bên nào sai, bên ấy chịu trách nhiệm trước nhà nước. Con tôi khiếu kiện là vấn đề dân sự. Cho công an đi bắt con tôi thì tôi xác định việc này là sai nguyên tắc, dùng áp chế, cường quyền là không đúng với pháp luật. Hiện nay, anh trai của tiến sĩ Quý là ông Phạm Đình Phú cùng một số luật sư đã đến Đắk Lắk để gặp công an tỉnh. Nhưng ở thời điểm cuối buổi chiều ngày 30 tháng 9, gia đình chưa nhận được thêm thông tin. Ông Phạm Đình Trang, bố tiến sĩ Quý cho biết như vậy. Theo ông Trang, công an Đắk Lắk đã lần nữa câu giờ trong nhiều ngày khi các luật sư đề nghị được gặp để làm việc về vụ việc bắt ông Quý. Đây là hình ảnh bài báo đã đăng trên tạp chí Môi trường và Xã hội với tựa đề Bí thư tỉnh Đắk Lắk bị tố đạo luận án gian dối học thuật. Trong đó có ghi luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường có 3 chương nghiên cứu lý thuyết đã sao chép khoảng 70% các công trình xuất bản trước đó. Ngoài ra, luận án còn có tình trạng trích dẫn tài liệu ngụy tạo như ghi trích dẫn tài liệu số 48, 49, 57 là tài liệu của nước ngoài. Nhưng thực tế, hình vẽ và cách diễn giải thì lại lấy từ tài liệu tiếng Việt của ông Nguyễn Hữu Quyền với nội dung giống từng câu, từng chữ, từng hình vẽ với Nguyễn Hữu Quyền và nhiều nội dung mô tả rất chi tiết. Nói về thực trạng gia đình đang phải đương đầu với nhà chức trách Đắk Lắk, ông Trang chia sẻ tâm tư. Gia đình chúng tôi rất lo lắng, một ủy viên Trung ương Đảng có quyền hạn rất lớn. Ông Bùi Văn Cường chỉ đạo cho công an bắt con tôi chứ không phải mời. Tôi cũng biết là đụng với ông Cường, bí thư đảng ủy tỉnh, tỉnh ủy viên Trung ương thì tôi biết chuyện này sẽ khó khăn cho con cái tôi rồi. Mặc dù vậy, bố của tiến sĩ Quý vẫn bày tỏ cho rằng ông tin vào pháp luật công minh cũng như hy vọng các luật sư, công luận và báo chí sẽ giúp con ông không bị đối xử bất công. Và điều kiện để cấu thành tội danh vu khống là gì? Xoay quanh việc ông Phạm Đình Quý bị bắt khẩn cấp vì hành vi vu khống theo điều số 156 Bộ luật hình sự, nhiều câu hỏi được đặt ra về hành vi của ông Quý khi làm đơn tố cáo bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk có đủ cấu thành để tội phạm hay không. Giải đáp điều này, luật sư Phùng Thanh Sơn trích dẫn rằng điều kiện để cấu thành tội vu khống phải có các yếu tố như sau. Về mặt khách quan thì phải có sự nói sự bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật, bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Mục đích phạm tội nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm và danh dự. Vì không có trong tay đơn tố cáo của tiến sĩ Quý cũng như không có luận án tiến sĩ của ông Cường nên luật sư Sơn không thể đưa ra nhận định việc công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án này có đúng hay sai. Tuy nhiên, ông Sơn cũng bình luận thêm như sau. Trong vụ việc này, nếu có việc ông Cường làm luận án tiến sĩ và có vấn đề trong việc trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo thì không thể nói là bịa đặt. Và có chăng thì đó là sự khác biệt về nhận thức trong việc nhận định sự việc. Đây là hình ảnh kết quả kiểm tra chống sao chép bằng phần mềm TuneIn của Đại học Hàng hải Việt Nam ghi tỷ lệ sai sao chép là 12% nhưng lộ ra mâu thuẫn rằng sao chép từ nguồn Internet là 6%
và nguồn luận văn khác là 9%, lẽ ra 6% cộng 9% phải bằng 15%. Luật sư Sơn cũng phân tích thêm, quan trọng là các sự kiện tình tiết mà tiến sĩ Quý nêu ra trong đơn có đúng hay không, chứ không phải là quan niệm, cách nhìn và góc nhìn của tiến sĩ Quý về các sự kiện và tình tiết. Áp dụng luật pháp mà không cho phép người dân đưa ra góc nhìn khác, suy nghĩ, cảm nhận khác về vật, hiện tượng, sự kiện nào đó đi ngược lại với sự vận động và phát triển của xã hội, mà nói ngắn gọn là sự phản động. Trong khi đó, vào ngày 2 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra thông cáo dài nói về việc bắt và khởi tố ông Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý. Theo phía công an, Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý đều đã khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất, có tổ chức thực hiện tội phạm, cố ý loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, gây thiệt hại đến quyền lợi của người khác. Trong thông cáo đã nói, lời khai nhận của Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn phù hợp với các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được. Và đây là hoạt động có dấu hiệu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng thông qua bôi nhọ, vu khống lãnh đạo cấp cao của Đảng trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp. Quá trình giải quyết vụ án đã được các cơ quan tố tụng tiến hành công tâm, khách quan trên quan điểm thượng tôn pháp luật. Công an tỉnh nói tiếp, họ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền mở rộng điều tra và xử lý nghiêm những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Thông cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định tiếp, quá trình xử lý vụ việc, các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đảm bảo phương châm thượng tôn pháp luật và thực hiện đầy đủ quy trình tố tụng, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của cơ quan ngành dọc ở Trung ương. Ngoài ra, cũng ngay lập tức, Bộ Công an đã có sự trả lời. Đó là chiều tối ngày 2 tháng 10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an đã trả lời về vụ việc. Ông cho hay, Bộ Công an đã nhận được báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Tô Ân Sô, người từng phát ngôn rằng ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ, đã bị dân mạng soi thấy sợi dây đeo lưng của ông ta là của hãng Hermes có giá tới 5.000 đô la một chiếc, tức là hơn 100 triệu đồng. Ông Tô Ân Sô nói, quá trình xác minh cho thấy có dấu hiệu tội phạm nên ngày 19 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 2 tháng đối với ông Hoàng Minh Tuấn, sinh năm 1980 về tội vu khống, theo quy định tại Điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Sô đã nói như vậy. Và quá trình điều tra ban đầu, Hoàng Minh Tuấn, Phạm Đình Quý bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để mở rộng điều tra và xử lý hai bị can này theo đúng quy định của pháp luật, Thiếu tướng Tô Ân Sô thông tin. Về đơn tố cáo của ông Quý, nhà báo Hoài Nam, cựu phóng viên báo Thanh Niên viết trên trang Facebook như sau. Việc tố cáo Bí thư Cường, đạo, luận văn chưa thấy có cơ quan nào khẳng định tố cáo không có cơ sở hoặc tố cáo sai sự thật. Bởi lẽ đây là công trình khoa học, cần phải có cơ quan chuyên môn vào cuộc và kết luận. Đặc biệt, theo tài liệu tố cáo, Bí thư Cường đã sử dụng 7 tài liệu khoa học khác copy vào luận án của mình. Những tài liệu này là những nghiên cứu sinh đã bảo vệ những năm trước đó. Muốn biết có đạo văn hay không, phải có hội đồng khoa học nghiên cứu và kết luận mới có đủ cơ sở để khẳng định việc tố cáo là sai sự thật. Nhà báo Hoài Nam đã nhận định như vậy. Đồng thời, ông Nam cũng chỉ ra cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ là một cơ quan chuyên về tố tụng, không phải là cơ quan chuyên môn về khoa học có thẩm quyền khẳng định luận án của Bí thư Cường có đạo văn hay không. Trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: ai là người đã yêu cầu khởi tố vụ án dẫn đến việc ông Quý bị bắt? Theo đó, nhà báo Hiển đã bình luận như sau: Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự vào năm 2015, việc khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống chỉ được thực hiện khi yêu cầu của người bị hại. Vì thông cáo của công an không nói rõ ai là người bị hại, cũng không nói rõ số và ngày ban hành quyết định khởi tố vụ án, nên tôi không biết người bị hại là ai. Chỉ chắc chắn một điều, nếu nội dung thông báo của Công an Đắk Lắk là chính xác, thì vụ án đã được khởi tố theo yêu cầu của một người nào đó, dẫn đến việc bắt tiến sĩ Quý. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, bìa bên trái, tháp tùng ông Trần Quốc Vượng ở giữa, hai người cùng mặc áo Tây Nguyên. Blogger Bùi Thánh Hiếu cho biết thêm rằng, ông Bùi Văn Cường là người cất nhắc Trần Quốc Bình là con ông Trần Quốc Vượng lên như diều gặp gió trong thời kỳ ông Cường làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cường như tay chân thân tín, tâm phúc của Trần Quốc Vượng, còn Trần Quốc Vượng là tay chân thủ túc của Nguyễn Phú Trọng thì chẳng ai hoài nghi gì. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Hiển dẫn luật rằng
yêu cầu của người bị hại về việc khởi tố là điều kiện chứ không phải là căn cứ khởi tố vụ án hình sự. Khi nào bắt người khẩn cấp, câu hỏi cũng được đặt ra. Theo Điều 110 của Bộ Luật Hình sự, một trong ba trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra được phép giữ người trong trường hợp khẩn cấp là nếu xét thấy có dấu hiệu của tội phạm ở người hoặc tại chỗ hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực tế và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Tuy nhiên, luật sư Phùng Thanh Sơn cũng chỉ ra rằng khi nào cần thiết, khi nào không cần thiết thì luật không quy định rõ nên rất dễ dẫn đến việc giữ người tùy tiện. Luật sư Sơn cũng nói thêm, khi thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp phải tuân thủ theo đúng quy định khoản 2 điều 113 của Bộ Luật Hình sự, tức là phải đọc lệnh, giải thích lệnh, lập biên bản. Nếu giữ người phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi tiến hành bắt giữ và người khác chứng kiến. Nếu khi bắt tiến sĩ Quý mà không đọc lệnh, không giải thích lệnh, không lập biên bản, không có sự chứng kiến của chính quyền, phường, nơi tiến sĩ Quý bị giữ, không có sự chứng kiến của người khác là trái luật, luật sư đã giải thích. Trả lời đài BBC tại London vào hôm 29 tháng 9, ông Phạm Đình Phú, anh trai của tiến sĩ Phạm Đình Quý kể lại, khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 9, em trai tôi cùng em dâu đi ăn tối tại đường D1 thì bị một nhóm 8 người mặc thường phục vây bắt. Em dâu tôi còn bị buộc ký vào cam kết không được tiết lộ về cuộc vây bắt này. Đây là vụ bắt cóc chứ không phải là được mời để phối hợp điều tra vì cuộc vây bắt này không được thông báo hay mời làm việc theo quyết định tạm giam như luật pháp Việt Nam quy định. Theo quy định tại Điều 116 của Bộ Luật Hình sự, trong vòng 24 giờ kể từ khi người bị giữ, cơ quan điều tra phải thông báo cho gia đình người bị giữ, chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức, nơi người đó học tập, làm việc được biết. Đây là hình ảnh Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nơi tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý đang làm việc và giảng dạy. Tuy nhiên, nếu việc thông báo đó gây cản trở truy bắt đối tượng khác hoặc cản trở điều tra, thì sau khi việc cản trở không còn nữa thì phải thông báo ngay. Còn khi nào được xem là cản trở thì luật cũng không quy định tiêu chí xác định rõ ràng, nên cơ quan điều tra hoàn toàn có quyền viện vào lý do này để biện minh cho việc vi phạm tố tụng của mình. Luật sư Sơn đã phân tích như vậy. Và ngay trên trang Facebook cá nhân, ông Châu Đoan cũng đã bình luận về việc tiến sĩ Phạm Đình Quý cùng học trò Hoàng Minh Tuấn bị bắt khẩn bởi tố cáo ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, đạo luận án tiến sĩ. Ông nói, tôi không hề biết tới họ trước đây, nhưng sự việc ngang trái này khiến tôi cảm thấy bất an bởi mức độ lạm quyền trầm trọng của công an Đắk Lắk. Một xã hội muốn tiến tới công bằng, văn minh, thượng tôn pháp luật thì quyền lực không thể được dùng một cách tùy tiện như vậy được. Điều đáng buồn hơn nữa là báo chí cũng vào hùa vào để biện minh cho việc bắt bớ này là hợp lý. Họ nói rằng đây là việc bắt giữ khẩn cấp với người bị tạm giữ chứ không phải bắt khẩn cấp. Với tôi thì có uốn éo câu chữ thế nào bản chất cũng vậy mà thôi. Trên Facebook, một số người như luật sư Nguyễn Duy Bình cũng lo ngại rằng sự việc này sẽ dẫn đến tiền lệ nguy hiểm. Luật sư Hoàng Cao Sang cũng lên tiếng trên trang Facebook cá nhân của mình về quyền của người tố giác. Luật sư Sang trích dẫn, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 27/CT-TV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, ông Sang cho rằng ông Quý cần được bảo vệ đúng theo quy định của pháp luật và chỉ thị của Bộ Chính trị. Trước đó, Công an Đắk Lắk vào ngày 30 tháng 9 thông báo cho báo chí ở Việt Nam rằng giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phạm Đình Quý, 39 tuổi, tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt khẩn cấp về hành vi vu khống theo Điều 156 Bộ Luật Hình sự. Vào ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án vu khống theo Điều 156, nhưng nhiều ngày sau đó họ mới công bố thông tin khởi tố này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 với bản tin Vụ bắt tiến sĩ Phạm Đình Quý, dân chia tay Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.